Đây thì cái buổi sáng hôm nay là ngày 18 tháng 8 này các bạn này, thì có rất nhiều bạn trên các diễn đàn, trên các cái trang mạng của Facebook đã chia sẻ với nhau cái tin là đêm hôm qua cực kỳ nhiều tài khoản bị khóa vì một số cái lý do. Thì có rất nhiều lý do được đưa ra ở đây, nhưng mà chung quy lại tất cả các cái lý do mà các bạn đưa ra và các bài viết này nói thì tất cả lý do này đều liên quan đến cái việc là vi phạm chính sách cộng đồng của Facebook nhé. Và Facebook đã quét toàn bộ những cái tài khoản này và khóa đồng loạt tất cả các tài khoản này. Cái việc khóa này là do thuật toán của Facebook đã quét và đánh giá rằng những cái tài khoản này đã vi phạm vào những chính sách cộng đồng của Facebook nha các bạn nhé. Vậy thì các bạn hãy thật sự bình tĩnh nhé. Đây sẽ là cách để các bạn có thể gửi kháng cáo lên Facebook để yêu cầu họ mở khóa tài khoản cho các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý là cái việc hành động gửi kháng cáo này chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày nhé. Nếu như để khóa tài khoản quá 30 ngày thì chắc chắn các bạn không gửi kháng cáo nữa. Rồi khi mà các bạn đã bị khóa tài khoản như thế này nhé, thì các bạn hãy dùng một cái trình duyệt web để các bạn có thể gửi lên cái kháng cáo. Thì đây, đây sẽ là cái mẫu để gửi về kháng cáo cho Facebook và cái địa chỉ để gửi về kháng cáo cho Facebook nhé. Thì các bạn nhìn rõ rồi, chỉ gửi mẫu này khi tài khoản vô hiệu hóa bị vi phạm do tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook đó. Thì tiêu chuẩn cộng đồng thì mình cũng nói trước chỗ đó. Thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Đầu tiên là các bạn hãy điền cái họ tên của các bạn ở đây. Thì những cái họ tên này là những cái họ tên ở trên nick của các bạn nhé. Trên nick của các bạn họ tên như thế nào thì các bạn hãy viết đầy đủ và rõ ràng đúng như cái gì ở trên nick của các bạn ở đây. Các bạn điền họ tên của các bạn vào đây nhé. Sau khi đã điền họ tên xong thì cái đến phần ngày tháng năm sinh này các bạn hãy chọn vào đây. Các bạn hãy chọn năm sinh mà trên cái nick của các bạn nhé. Cái phần này thì các bạn không phải gửi gì nhiều giấy tờ lên. Các bạn hãy phải nhớ cái thông tin ở trên nick của các bạn là các bạn đã để cái ngày tháng năm sinh của các bạn là năm sinh bao nhiêu thì các bạn chọn vào đây nhé. Các bạn lưu ý nhé, nếu như các bạn mà để năm sinh mà các bạn chưa đủ 13 tuổi là cái nick này sẽ bị bay màu vĩnh viễn luôn nhé, nó sẽ không thể mở được đâu. Bởi vì Facebook nghiêm cấm trẻ em dưới 13 tuổi có thể sử dụng Facebook, cho nên các bạn lưu ý là nếu như nick của các bạn mà dưới 13 tuổi thì thôi không phải gửi kháng cáo đâu, sẽ mất luôn và không lấy được. Còn nếu mà vi phạm vì cái việc các bạn share các cái link 18 cộng hoặc link liên quan đến các cái video trẻ em ấy thì các bạn có thể gửi được nhé. Thì các bạn chọn vào cái năm sinh của các bạn ở đây nhé. Về cái phần thông tin bổ sung này nó ghi là không bắt buộc, tuy nhiên các bạn phải điền cái thông tin bổ sung ở đây nói rõ về tại sao các bạn gửi cái mẫu này cho nó và lý do tại sao các bạn cho rằng là cái việc khóa tài khoản của các bạn là bị nhầm lẫn nhá. Đấy, bởi vì nó quét bằng thuật toán mà, cho nên là các bạn hãy gửi cái kháng cáo này lên. Nó đồng loạt khóa nhiều tài khoản này thì cái tỷ lệ các bạn gửi kháng cáo sẽ thành công rất là cao, bởi vì thuật toán có thể là nó quét nhầm như vậy thì cái việc gửi kháng cáo này sẽ có hiệu lực rất là dễ thôi, bởi vì hàng trăm nghìn tài khoản mà bị khóa cùng một lúc ý, thì cái tỷ lệ mở rất là cao nhé. Các bạn hãy điền một cái mẫu thông tin bổ sung ở đây. Thông tin bổ sung ở đây gồm có cái gì thì các bạn hãy điền đầy đủ các thông tin liên quan đến cái vấn đề tài khoản của các bạn đó. Ví dụ như tên tài khoản của bạn này, tên tài khoản này đó, cái vấn đề vi phạm này. Và các bạn hãy giải thích cho Facebook là các bạn nhận được một cái thông tin như vậy, các bạn nhận được cái thông tin là vào thời gian nào, ngày nào các bạn bị khóa Facebook, đó, thời gian và ngày tháng các bạn bị khóa Facebook, bị nhận được cái cảnh báo của Facebook như vậy và bị khóa. Và sau đó thì các bạn hãy giải thích nhé, phần giải thích này. Cái phần giải thích này thì các bạn hãy nói rõ với Facebook là tại sao các bạn gửi kháng cáo này và các bạn cho rằng cái việc mà đánh giá tài khoản của bạn vi phạm chính sách cộng đồng là sai, thì các bạn hãy điền cái dòng giải thích ở đây. Các bạn nói với Facebook rằng là các bạn hãy giải thích với Facebook là trong cái quá trình mà các bạn sử dụng Facebook ấy, các bạn hoàn toàn tuân thủ các cái điều khoản và điều kiện liên quan chính sách cộng đồng của Facebook và không hề vi phạm bất kể một chính sách cộng đồng nào. Thì sau khi mà các bạn đã điền được một cái mẫu thông tin bổ sung như thế này rồi thì cái phần tiếp theo nhé các bạn nhé, cái phần tiếp theo là cái phần địa chỉ email hoặc số điện thoại được liệt kê trong tài khoản. Thì các bạn phải nhớ rằng là cái địa chỉ email của các bạn ấy hoặc là cái số điện thoại ấy mà các bạn để dùng để đăng nhập trên nick hoặc là để khôi phục nick ấy, thì các bạn điền vào đây đó. Thì các bạn hãy điền cái số điện thoại của bạn vào đây nhé. Tốt nhất là nếu như tài khoản của các bạn có địa chỉ email ấy thì các bạn hãy điền địa chỉ email ở đây để Facebook có thể gửi được cái thông tin đăng nhập cũng như là cái vấn đề phản hồi cho các bạn một cách nhanh hơn, bởi vì cái email thì Facebook nó dễ làm việc hơn nhé. Sau khi mà các bạn điền đầy đủ các cái phần này rồi nhá, các bạn lưu ý là cái phần này có cả cái tháng sinh nhá, các bạn cũng phải chọn cái tháng đầy đủ ở trên ngày tháng năm sinh ở trên cái nick các bạn nhá. Vừa mình giới thiệu các bạn chỉ có mỗi phần năm thôi, bây giờ phải các bạn mình mới để ý là các bạn phải điền cả ngày tháng năm sinh rõ ràng chi tiết ở đây nhá. Các bạn hãy ấn gửi đi. Sau khi mà điền đầy đủ thông tin như thế này rồi thì các bạn hãy ấn gửi đi nhá. Các bạn lưu ý nhá, nếu các bạn mà điền sai địa chỉ email là nó sẽ không cho các bạn gửi đi nhá. Các bạn phải điền đúng địa chỉ email trên nick nó mới được này. Mình điền sai một địa chỉ email ở đây nó nói luôn là cái địa chỉ email này không hợp lệ này, các bạn hãy ấn gửi đi nhé.
Thì đây nhá, như các bạn có thể nhìn thấy này, sau khi mình ấn nút gửi đi nhá, thì Facebook là nói là không thể gửi tin của bạn, là bởi vì thực tế là cái nick, cái tài khoản này của mình không bị vô hiệu hóa, thì nó sẽ báo như này, tức là cái tài khoản mình vẫn đang hoạt động bình thường. Còn trường hợp mà nick của các bạn mà bị khóa, tài khoản của các bạn bị khóa thì nó sẽ nhận tiếp nhận cái phản hồi này của các bạn nhá, là các bạn sẽ đợi cái Facebook này nó phản hồi về. Thì cái quá trình mà các bạn gửi cái kháng cáo này ấy, thì nó sẽ phải đợi Facebook phê duyệt và xem xét lại thực sự là nếu tài khoản của bạn mà vi phạm không nghiêm trọng hoặc là không vi phạm các chính sách cộng đồng của Facebook ấy, thì nó sẽ mở khóa cho bạn trong vòng khoảng 48 đến 72 giờ nhé. Thì các bạn hãy để ý là cái điện thoại của các bạn có cái email ấy, hoặc là cái số điện thoại của các bạn ấy, thì hai cái này nó sẽ là cái nơi để Facebook nó sẽ gửi phản hồi về cho các bạn xem là các bạn có đủ điều kiện để sử dụng tiếp tục cái sử dụng cái nick Facebook này không. Đó, thì các bạn hãy lưu ý cho mình phần này. Rồi cái đường link của cái mẫu kháng cáo này mình sẽ để cho các bạn ở dưới cái phần bình luận và mô tả của video nhé. Các bạn kéo xuống đó để các bạn kích vào. Các bạn chỉ cần kích vào thôi nhé. Và cái thao tác này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trên chiếc điện thoại di động của các bạn nhé. Đây là mình hướng dẫn các bạn trên máy tính cho nó tiện thôi. Đó, các bạn hãy sử dụng cái thiết bị di động của các bạn là các bạn cũng làm được gửi được cái kháng cáo này rồi.